đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó có chế độ cảm ứng siêu dày kẹo ô tô tự động và điều khiển qua màn điều khiển DMS. Nó có thể pha sáng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Màu sắc có thể đi xa hơn 20 mét. Phù hợp để mọi người pha sáng cho những cái sảnh nhà hàng khách sạn 5 sao hoặc là những cái background sân khấu đi show ca nhạc, những background sân khấu đám cưới. Đèn có chế độ cảm ứng theo dạng chạy ô tô tự động và điều khiển qua màn điều khiển DMS. Đây là một mẫu đèn pha LED đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình.